你编号几号？他编号848。你去过台湾了吗？你过年乱车？他没去过。在台湾你有亲戚朋友吗？和台湾人朋友在旁边走？他没有。你会抽烟喝酒吗？你会喝酒喝？他不会。来台湾工作，如果雇主要求你配合加班，你愿意吗？您在那两边留工地有狗，我不会分开，不懂意思。他愿意。你要保证今天你回答的问题和履历表上的内容都是事实。em có đảm bảo là những câu trả lời ngày hôm nay và những nội dung ghi trên form của em là sự thực không? Ta bảo chưng. Học. Xin chân chỉ nhìn chút xoan số. Bây giờ mời em làm phép toán. Xin thưa chị, nhìn chị là thí sao bao? Bây giờ mời em đứng dậy B báo cáo 10 lần. Nói thay sự 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK.现在请你伏地起身。